Quý vị thân mến, là lô hàng Nhật này về rất gấp để phục vụ cho quý vị. Trong những cái món này thì có những cái món stock hàng nhiều quý vị ạ, và do là nợ khách lâu quá rồi nên chúng tôi phải đi hàng e trước, còn một số thì những cái dụng cụ lớn hơn ấy thì đi hàng đường biển thì nó sẽ về sau. Đây quý vị ơi, hàng nó sẽ về đây. Có những thứ mà đã đợi rất lâu rồi, ví dụ như dao cắt ống nhựa hoặc là dao cắt ống inox mà đã mấy tháng này không có rồi quý vị ạ. Đây có bốn hộp về. Gì đây? À đây. Đó. Bao nhiêu ngày mong ước, đây là con dao cắt ống VK42N mà quý vị hỏi suốt trên kênh nhưng nó không có sẵn này. Đây. Made in Japan quý vị nhá. Và với cái con này ấy thì là vẫn là 680 nghìn. Vừa vừa rồi thì hãng có tăng giá rồi nhưng mà hiện tại chúng tôi vẫn chưa cập nhật được. Do vậy là cái lô này vẫn đang được hỗ trợ, chứ còn bản thân quý vị đã biết là sắt thép nó lên rồi, mà cái đồ này toàn bằng sắt thép, do vậy chắc chắn nó sẽ lên giá. VK42N này, phiên bản này nó cắt được phi 42 là tối đa 680.000. Quý vị nào mà đã đang xem kênh mà đang nợ ngày trước rồi thì hãy chủ động liên hệ với kênh. Số kênh thì nó chạy theo ở trên đấy rồi quý vị nhá. Nhiều quý vị còn hỏi là xin số hình như là không nhìn thấy nó chạy thế nào á. Vì do là có bốn số để hỗ trợ quý vị, do vậy là phải để chạy, để trên màn hình thì nó lại ấy quá. Đây, một con dao cắt inox TCB107. Với phiên bản này nó cắt được đến phi 50. Mùa hè đến rồi, quý vị làm điều hòa rồi, như là liên quan đến cắt ống đồng nhiều thì cắt con này siêu bền, và khẳng định với quý vị rằng ấy là nó sẽ cắt được cả 1.000 lần. Nhưng về cơ bản cái mã này nó hơi to, là nó cắt được 6 đến 50 thì ống đồng nó chưa cần đến. Thế nhưng mà do là cái tay quay nó, cái hành trình ấy nó dài, do vậy quý vị quay khi cắt nó sẽ đơn giản hơn. Còn nếu quý vị nào cắt ống nhựa hoặc ống thép hoặc là ống inox to thì đây là phiên bản nó về rồi quý vị nhá. Tôi phải đợi mấy tháng thì nó mới về đấy. Với phiên bản này là 820.000 đồng. Đang nói nó đây quý vị này, là quý vị là mà cắt ống đồng ấy thì đây, phiên bản này quý vị ạ. Lại con TCB105 này này. Đấy, nó cắt được ống đồng là từ 4 đến 32, do vậy là quý vị chỉ cần ống đồng với điều hòa là con như này là ok lắm rồi. Tất cả là made in Japan, và nếu mà cắt ống inox thì nó khoảng 300 lần cắt với cái 300 lần cắt với cái ống mà dày 1,5 ly. Đấy, theo đôi đánh giá thì đến cái giờ phút này cái thằng thằng Super Tool này nó dao cắt này là rất hiệu quả cho anh em làm nhà máy công nghiệp. Còn đấy là cắt ống inox là được 300 lần, còn nếu mà cắt ống đồng mà quý vị làm điều hòa hoặc liên quan đến các cái đồ điện lạnh ấy thì cái này cắt đến cả 1.000 lần quý vị ạ. Khẳng định với quý vị và rất bền. Lưỡi thì chúng tôi luôn luôn là có, và hiện tại Samsung đang là khách hàng mua nhiều nhất. Đấy này, tôi về rất nhiều này. Đây. Đang nợ rất lâu rồi, quý vị nào đang xem hàng thì đang xem kênh thì hãy đặt mua đây. Những cái dao cắt ống này tôi về là nó sẽ đủ luôn trong vòng khoảng gần một tháng nữa, 20 ngày nữa thì xe hàng nó sẽ về đường biển. Còn đây này thì đây, tất cả cái này thì đều được nhập qua hệ thống của bên Ma. Đây là những cái đài vạch của OSS quý vị ạ. À, cũng nhiều phết. Ở đây tôi để xem là vì sao cái này nó giá với phiên bản này giá nó khá mắc đấy. Đây 164 trừ 300R, nó chiều dài 300 và made in Japan này. Đó, tôi bỏ trong cái này nó có cái gì không. Cái đài vạch dấu này thực ra chủ yếu là quý vị làm cơ khí thôi. Ai trong này nó được bảo dưỡng OSS thì quý vị này, và Japan này 164 trừ 35 giờ. À, cái này phiên bản này là hơn 2 triệu đồng một cái đấy quý vị ạ. Nhật nhưng có những cái rất là mắc tiền. Đấy. Và chúng tôi đã về là một món này thôi.
Quý vị nào mà đang dùng cái này hoặc là có thể nếu chưa biết sử dụng như nào thì có thể lên mạng để xem là cái quy trình hoặc cách sử dụng của cái đài vạch này. Về cơ bản nó chỉ để vạch dấu thôi quý vị ạ. Đây nữa, bộ này nữa là chiếc súng Kurita. Những cái súng này là AG45LP mà quý vị đã xem ở những video trước, và lần này tôi phải về gấp vì có một khách hàng là lắp cho nhà máy, do vậy nó cần nhiều. Nó cần hơn 100 cái này. Đây. Đây là phiên bản khá là tốt nhất và bền nhất, tất cả toàn bộ là thân nhôm, do vậy có thể làm việc được trong môi trường gọi là phòng sạch đấy và không rỉ. Bảo hành 12 tháng. Với phiên bản này thì vẫn là 580.000 đồng quý vị ạ. Và tất nhiên rằng là đang tốt nhất thị trường luôn, với 580.000. Giá bán lẻ đã tốt nhất thị trường rồi, còn nếu mà quý vị mua với số lượng nhiều thì chúng tôi sẽ có cái chiết khấu riêng. Quý vị đang làm xe máy hoặc là sửa chữa nhỏ gia đình, mua một cái này tôi khẳng định với quý vị là dùng cả đời. Hộp này là nguyên cái Kurita quý vị nhá. Đây là những chiếc dao cắt máng nhựa cũng về liên tục quý vị ạ. Vì mùa này xây dựng nhiều, do vậy là các nhà máy làm tủ điện nhiều. Những cái này là phù hợp với quý vị làm điện, tủ điện nó cắt các cái máng nhựa trong tủ điện ấy, hoặc là quý vị cắt những cái trong nhà máy mà quý vị cắt những cái ống mềm ấy, thì cái này nó cắt, bản thân nó cắt rất là nhẹ. Vì cánh tay đòn và cái tâm này nó lệch nhau, do vậy khi mình bóp này nó rất là nhẹ. Và đặc biệt là nó cắt được cái máng nhựa nó rất là rộng, do vậy nó cắt nó phẳng. Đây quý vị nhìn này, đây là phiên bản SX25, nó to hơn. Đây là những chiếc kìm ép cốt của Lobster. Với phiên bản này nó ép được đến 14mm và ép được cốt càng trần quý vị ạ. Thông số của nó đâu? Thông số này quý vị có thể lên website HTGood là được, hoặc là benma.vn thì ok. Đây nó từ 1.5 đến 8mm quý vị ạ. Quý vị nhá, 1.5 đến 8mm vuông. Đây là ép cốt trần trong tủ điện đấy, cũng dùng rất nhiều. Một phiên bản nhỏ hơn nữa đó chính là cái AK2MA. Đây, cái này thì nó ép được đến 5.5 thôi, 0.3 đến 5.5. Về bản chất mà nói thì với cái Lobster này ấy, thì hiện tại khách hàng chúng tôi đang mua ấy là chỉ có thay lò xo thôi. Còn đâu để ép cái cốt này rất là chuẩn. Khi cốt chuẩn và dây điện chuẩn thì cần một cái kìm ép chuẩn thì nó mới không có mo ve. Đây là những bộ lục giáp của hãng Super Tool. Cái này thực ra thì tôi về cái mã này là để cấp cho khách hàng đã có rồi, đã yêu cầu rồi và không kịp. Do vậy là tôi phải nhập lẻ về. Đi hàng E về rồi. Nói chung là đi hàng E thì gần như là ít lợi nhuận quý vị ạ. Những chiếc cờ lê đuôi chuột RN1921L. Cái này nó khác ở cái gì? Đây, 1921L có nghĩa rằng là 21 này nó dài, 19 này nó ngắn này quý vị này, và 21 nó dài này. Đó, cả lê đuôi chuột của Super Tool thì khỏi phải nghĩ rồi, Made in Japan này quý vị. Và với phiên bản này thì nó phù hợp cho cái dạng ở cái con đáy ốc ở trạng thái là sâu. 1921 quý vị nhé. Đây cũng vậy này, 1921 này. Đây là những chiếc máy mài của Chotco. Đây là máy mài khí nén. Những chiếc cờ lê đuôi chuột mà cho giàn giáo 1721 này là chiếc cờ lê dùng cho giàn giáo là rất nhiều. Đây 1721 này, có những cái cờ lê đuôi chuột là tôi phải sale, nhưng có những cái thì nó lại hết rất là nhanh quý vị ạ, và lại phải về nhập về đó. Cái nào sale quý vị vẫn sale, và cái này thì có người đặt rồi, còn quý vị nào muốn đặt hàng thì lô tới sẽ về quý vị nhá. Cái này phù hợp với anh em làm giàn giáo là chính xác nhất.
những chiếc kìm ép cốt về cũng rất nhiều. Những chiếc súng xịt khí của Chutco, đây là những súng này là theo yêu cầu của nhà máy. Phiên bản cắt ống nhựa nữa là dao cắt máng cáp ấy, máng cáp điện ấy, máng nhựa ấy thì là có phiên bản nhỏ hơn là SX15 này quý vị này. Đây là những cái đây là một bộ khẩu của Asahi quý vị ạ. Sorry là chả chuyên nghiệp gì là không để ý, do vậy là đã làm lộn cái mặt hộp xuống dưới đấy quý vị ạ. Rất sorry quý vị. Đây của Asahi Tool quý vị ạ. Quý vị nhá, là cái này phiên bản này đến 24. Cái khẩu của nó là khẩu 1/2 inch và từ 8-24, gồm có một thanh vặn này, một cái nối dài này, một cái thanh vặn chữ T này. Quan trọng nhất là cái này xịn sò này, cái tay nắm này nhìn xịn sò này, bóng loáng. Phiên bản này thì nó hơn 2 triệu quý vị ạ. Nhìn xịn không? Nói chung là khẩu của Asahi là rất tuyệt vời đấy quý vị. Quý vị nào thích cái bộ khẩu này và đang cần thì đang có giá khuyến mại, và cũng như là liên hệ với sale để được hỗ trợ cái giá này tốt hơn quý vị nhé. Bộ lục giác này, những cái tê nhỏ của hãng Chutco, đây là thanh vặn chữ T. Và tôi nhập về mấy cái mã là cái mã hai cạnh. Đây là cái vam hai chấu, xin lỗi, là cái vam hai chấu là made in Japan. G3 thôi. G3 nhân với G3 inch đấy quý vị, và nó được mở được khoảng 75 mm, nó rất là nhỏ. Có mấy trăm ngàn thôi. Để made in Japan. Và đây là G4 này. Đấy. G4 này thì nó là độ mở của nó là 100, là dành cho cái con pulley của nó là 10 phân. Rất là nhỏ gọn, hai chấu và made in Japan. Đấy, cái hộp này sơ bộ là như vậy. Còn một hộp nữa. Hơi nhiều. Đây quý vị ơi. Bình xịt đã về nhá. Lần này nó bị hết rồi, bình xịt nó tôi phải đẩy gấp về để cho quý vị này. Đây là những chiếc bình xịt đã về đến tay và đã về đến kho của hãng Chutco. Đây là một bình xịt của Nhật bảo vệ phía bên ngoài ấy. Mở video các thứ quý vị hay lấy đấy. 170.000 đồng. Nhiều đó, đây dưới này còn rất nhiều luôn quý vị này. Đó. Bình thường này sẽ nhập được khoảng 2.000 bình mới về được đường biển. Vậy đây là tôi nhập hàng E trước để nó cùng đơn hàng và ghép chung thôi. 170.000 một cái bình xịt này quý vị nhá. Ok quý vị ạ. Đấy, tất cả những hàng Nhật mà về gấp hôm nay đã gửi đến quý vị rồi. Những con dao cắt ống nhựa, những con dao cắt ống inox, những cái bình xịt khí và những cái chiếc súng khí này rất nhiều. Và tôi đã nhập về vừa là để giao hàng một phần cho quý vị, và một phần là để stock kho để phục vụ quý vị. Quý vị nào đang cần mà đang thiếu như lần trước rồi thì hãy liên hệ với kênh ngay để có thể hỗ trợ. Ngoài ra khi nó lại hết rồi thì đang đợi hàng biển về nó khoảng 20 ngày nữa quý vị nhá. Cảm ơn quý vị và hẹn quý vị vào những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.